Rồi, vâng, xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của Thái Dương TV nha. Hôm nay mình trở lại với đội dân hoa của chùa Ông Kho đây các bạn. Hôm nay thì họ sẽ xuống ghe bơi ha. Hiện tại thì họ đang khởi động một cái vòng đầu ở trên vàng một cái rồi mới chia ra làm hai xuống ghe. Quá nước rồi, nước ngập ngang bụng hết rồi. Dân Ông Kho thì tới thời điểm này thì họ đã tập khá là lâu rồi các bạn. Với thời điểm nhưng mà đúng hôm nay là nghĩa là cách đây một tháng là họ đã sang Kiên Giang họ bơi rồi. Họ đã sang Kiên Giang họ bơi cách đây một tháng rồi mà họ tập trước đó nữa. Rồi tức là đội Dân Ông của Ông Kho năm nay là họ đã tập đến thời điểm này đã hơn một tháng rồi. Khoảng đâu đó khoảng tháng 10 ngày gì đó các bạn. Lúc thởm thì họ đã xuống ghe bơi vô vài ngày rồi, rồi thấy chưa ổn sau đó họ mới lên vàng họ tập lại. Lên vàng tập lại thì cũng khoảng 10 ngày. Đến hôm nay thì họ mới xuống ghe họ bơi trở lại. Thì cho thấy là Ông Kho năm nay có một sự chuẩn bị khá là chu đáo nha các bạn. Ông Kho với chiếc ghe ngò mới đóng thì năm nay thì chắc là sẽ cũng làm mây làm gió ở trên dòng sông Mát Bê Rô ha. Năm 2022 thì đã cũng với chiếc ghe ngò mới đóng thì không may để thua Quách Bích ở một cái cự ly rất là ngắn, cho nên là chỉ là lấy được giải ba thôi, đánh bại Băng Tung Sa được giải ba. Năm nay thì thấy là Ông Kho chuẩn bị khá là tốt hơn cả Bông Tuyết Chắc năm rồi luôn các bạn. Bông Tuyết Chắc thì đến thời điểm này thì cũng chưa có tập lâu như Ông Kho đâu. Đó, họ nghĩ mệt rồi đó, thì nghĩ mệt cái này là bắt đầu họ xuống ghe nha các bạn. Rồi xuống ghe sắp đổi xếp đội hình xong rồi đó các bạn, chuẩn bị ra ha. Thì thật sự nói ông bốc năm nay thì khó có thể nói trước được điều gì. Khi mà các bạn cũng biết rồi, hiện nay thì như huấn luyện viên Danh Tùng cũng không có còn thổi cho Quách Bích, thì cũng không biết là đương kim vô địch ông bốc 2022 có còn giữ thế lực như lúc còn Danh Tùng hay không. Và năm nay thì Danh Tùng đã đào tạo cho hai đội dân ngô, đó là đội dân ngô của chùa Bangkok và đội dân ngô của chùa Pothi Sattharam. Thì theo mình xuống để xem mấy hôm nay á, thì mình thấy là huấn luyện viên Danh Tùng đang đào tạo cho họ những cái thể lực rất là bền bỉ các bạn, cho nên là năm nay chắc chắn rằng Pothi Sattharam và Bangkok sẽ có tạo lên những cái địa chấn ở trên cái dòng sông Mát Bê Rô các bạn, mình đoán chắc là vậy. Thì nói chung là năm nay là cũng không nói trước được điều gì về cái chức vô địch đâu các bạn. Không biết là có tạo nên một cái địa chấn gì mới hay là không. Giống như là đội ghe ngò của Tùm Núp 2 đó các bạn. Sẽ lùi ghe về trên một tí rồi họ sẽ bắt đầu xuất phát ha, đề ba ha. Tại vì đề ba ngang đây để cho mọi người cùng xem đó các bạn. Đây là chiếc ghe cũ thôi. Theo mình được biết thì chùa không có đến 3 chiếc ghe ngò các bạn. Hai chiếc ở bên trong, chiếc này là chiếc ghe ngò tập. Đó, chuẩn bị các bạn. Tốc độ rất là kinh. Lúc hỏi mình có quay rồi một video nhưng mà mình sơ ý mình xóa bỏ rồi các bạn, chưa kịp đăng cho cả nhà mình xem mới xóa bỏ. Oh.
đề bài rất là kinh các bạn. Kinh luôn. Rất là đều nha các bạn. Đây, cả tuyến đường là họ bơi xiết không nha, chứ không có thả rề nha các bạn. Đây, tốc độ không á. Mới. Quá giòn. Rất là đều các bạn, không cần còi cũng đều nữa kìa. Ủa? Rồi, điểm cuối rồi. Đây là chỗ quay đầu. Rồi sau khi uống nước thì mấy anh em sẽ bơi về dưới nha các bạn. Thì bữa nay là mình thấy mấy anh em bơi rất là lẹ, lẹ hơn lúc hổm rất là nhiều các bạn. Cho nên là mình sẽ sử dụng cái điện thoại, mình sẽ bấm giờ thử để xem là từ đây họ bơi về dưới là bao nhiêu phút nha các bạn. Hiện tại là mình vừa đo được là cái tuyến đường này là họ bơi là 1.500m nha. Từ đây về điểm xuất phát ngay chỗ chùa là 1.500m. Chuẩn bị khởi động về dưới rồi các bạn. Thì ông kho đợt này thì các vận động viên cũ về cũng khá là nhiều rồi đó. Ok, họ xuất phát thì mình cũng đã bắt đầu bấm giờ nha các bạn. Đây là chiếc ghe ngo này, là ghe ngo cũng không có chỉnh cần câu được nữa các bạn. Mà họ bơi còn kinh như vậy á. Trong lúc các bạn đi dưới ghe bơi thì các vận động viên còn lại thì họ cũng bơi trên vàng nha. Đấy, họ vẫn miệt mài bơi trên vàng nha các bạn. Đây, sắp về tới rồi các bạn ơi. Thì trong khi đua thông thường thì vào các vòng chung kết đó, thì mấy cái đội ghe mạnh họ bơi tuyến đường 1.200m, họ chỉ bơi trong vòng 3 phút rưỡi thôi các bạn. Khoảng 3 phút 20 mấy giây thôi, 20 hai mấy giây thôi. Nhưng mà đó là một chiếc ghe ngo được cân chỉnh cần câu tốc độ, còn cái này là ghe ngo tập, ghe ngo không có chỉnh cần câu được. Giờ bơi trên tuyến đoạn đường là 1.500m. Bắt đầu xiết rồi đó các bạn. Quá đều. Thông thường mà xiết cò như vậy cũng hay rất là dễ bị lạc nhịp dầm, nhưng mà thực sự là rất là đều các bạn.
Rồi ok, 6 phút 40 giây nha các bạn. Cho tuyến đường 1.500m nha. Đây. 6 phút 40 giây cho tuyến đường 1.500m. Khi bơi tập trên một chiếc ghe ngo là không thể cân chỉnh cần câu. Đó. Nhưng mà người tới xem ở đây thì thấy là không có đông như ở chỗ chùa Chán Kiểu các bạn. Ở đây xuất phát xong rồi đi với anh qua đội hình mới nha các bạn. Đấy, chuẩn bị xuất phát đội hình thứ hai. Nghe nói là các vận động viên cũ về cũng nhiều, các vận động viên cũ, các vận động viên kỳ cựu thì chỉ cần là về là gáp vô là bơi được thôi các bạn, tại vì họ nó nắm quá rõ cái kỹ thuật kìa. Nhỏ lấy dây cột lại đàng hoàng nha. Lấy dây buộc lại. Ê, dựng cái đầu vô chắc xe. Bơi tăng này lên nữa là nghỉ các bạn. Tại vì hồi ráp hai đội hình thì cứ một đội hình bơi lên bơi xuống, bơi lên bơi xuống cái là nghỉ rồi các bạn. Đấy, chuẩn bị các bạn. Tâm thế rất là vui. Quá không hổ danh là những cụ đương kim vô địch của ốc bóng sóc trăng, cụ đương kim vô địch của làng ghe ngo 2016-2017 và cũng là những cũng là đội ghe nằm trong top 8 đội ghe mạnh của sóc trăng. Rồi, đợi họ quay xuống các bạn. Tại vì họ bơi lên tới chỉnh cũng tối rồi, cho nên mình không có theo lên đoạn trên nha. Đợi họ quay về cái các bạn. Rồi, trong lúc ghe bơi lên trên thì các vận động viên còn lại thì họ vẫn là tiếp tục tập thể lực chứa vàng nha các bạn. Quá sùng hết còi vẫn còn bơi. Quá sùng. Ở trên vàng này mình thấy là có 30 mấy vận động viên các bạn, cộng thêm dưới ghe là 50 mấy nữa, và thấy có khoảng 90 vận động viên các bạn, 90 tay bơi, chưa tính người thổi còi nha. Quá dữ. Rồi, gần về tới các bạn. Nhưng mà trời tối quá rồi, không còn thấy đường quay cho các bạn xem này. Không có đường thấy đường cho bạn quay xem cái nước rút về đích rồi các bạn. Rồi nghe cái tiếng thôi là thấy nó sung cỡ nào các bạn. Rồi, cũng như là sau một ngày, bơi của đội ghe ngo chùa Ông Kho nhé. Hết thấy đường rồi thôi, mình kết thúc nha.
hẹn các bạn là một ngày gần nữa mình sẽ trở lại, mình quay tiếp cho các bạn xem ha. Rồi, ok, xin chào và hẹn lại các bạn ở những video mới nha.